Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Hôm Nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Hồng Kim Bảo khẳng định sẽ chỉ giải nghệ khi sức cùng lực kiệt, đầu óc không còn minh mẫn. Hồng Kim Bảo là một trong những siêu sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Ông được mệnh danh là người béo linh hoạt nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Những tác phẩm ông đóng hay đạo diễn đều gây tiếng vang lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây ông không còn xuất hiện nhiều. Tin tức về tài tử 68 tuổi trên truyền thông đều tập trung vào tình trạng sức khỏe ngày một sa sút. Điều này khiến dư luận trong nước và châu Á đặt câu hỏi liệu Hồng Kim Bảo sắp từ giã sự nghiệp đóng phim. Gần đây, ngôi sao Phi Ứng Phương Đông nhận lời tham gia một chương trình truyền hình. Khác với vẻ ốm yếu trên báo chí, Hồng Kim Bảo trông hồng hào, khỏe mạnh, tinh thần tươi tỉnh và rạng rỡ. Trong chương trình, khi MC hỏi lý do chưa giải nghệ dù không còn hoạt động nhiều, Hồng Kim Bảo cho biết. Nhiều người khuyên ông nên nghỉ hưu, nhưng ông chưa có ý định đó. Thứ nhất, tôi vẫn có thể nói và la hét. Thứ hai, tôi vẫn có thể suy nghĩ. Tại sao tôi phải nghỉ hưu khi vẫn còn có thể nói và suy nghĩ? Ông nói. Tuy vậy, theo nhà chỉ đạo võ thuật 5X, đến khi cơ thể xuống cấp hoàn toàn, sức cùng lực kiệt và suy nghĩ không còn minh mẫn, ông sẽ giải nghệ để khán giả không phải thấy bộ dạng thảm hại của ông. Ông nhấn mạnh thêm một lần nữa, hiện tại ông không hề muốn nghỉ hưu. Tôi có cơ hội và có thể làm được, tôi muốn tiếp tục làm việc, Hồng Kim Bảo tuyên bố. Cũng trong chương trình, Hồng Kim Bảo có trải lòng về quá khứ đắng cay với tư cách là một diễn viên võ thuật cũng như những kỷ niệm khó quên khi thời còn trẻ khỏe. Ông kể, từng đến Hàn Quốc để quay một cảnh phim Thiếu Lâm Môn năm 1976 cùng với Thành Long và Nguyên Bưu. Có một phân cảnh, diễn viên phải nhảy từ lầu 2 xuống khoảng 5 mét và làm vỡ cái bàn ở dưới. Ông có hỏi ai xung phong thực hiện cảnh này nhưng không diễn viên nào dám mạo hiểm. Cuối cùng, Hồng Kim Bảo trực tiếp thử thách. Không may, ông bị văng xa 3 mét, chấn thương cột sống và đầu gối. Theo ông, lúc bấy giờ, các biện pháp bảo vệ cho những phân cảnh hành động mạo hiểm rất sơ sài. Cảnh nhảy từ trên cao xuống thường chỉ có một tấm bạt được căng ra hoặc lót rơm rạ bên dưới. Khi được hỏi có bao nhiêu thương tích trên người trong quá trình đóng phim, Hồng Kim Bảo không thể nhớ hết được. Ông từng bị bỏng, gãy hai tay hay chấn thương cổ tay. Những năm gần đây, sức khỏe của Hồng Kim Bảo giảm sút rõ rệt, mắc bệnh về xương khớp nghiêm trọng do di chứng của những vết thương để lại sau mỗi dự án phim thời còn trẻ. Ngoài ra, ông còn bị vấn đề liên quan đến đường huyết, tim mạch và huyết áp do béo phì. Truyền thông trong nước từng đưa tin Hồng Kim Bảo đi lại khó khăn, được trợ lý dìu vào cuối tháng 10 năm ngoái. Trước đó, ông phải ngồi xe lăn đi chợ. Lúc đó, ông vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối do vết thương cũ tái phát. Theo Trang Sina, mệt mỏi vì bệnh tật dày vò, Hồng Kim Bảo quyết tâm giảm cân với chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Ông được cho là đã giảm được 10kg. Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật của điện ảnh Hồng Kông. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, tên tuổi ông phủ sóng khắp châu Á với tư cách một siêu sao võ thuật trong thể loại phim hành động hài. Ông hoạt động trong showbiz từ năm 1961 với vô số tác phẩm đáng nhớ như Lão Vệ Sĩ, Ông Nội Đặc Công, Lâm Thế Vinh, Quán Ăn Lưu Đồng, Ngôi Sao May Mắn. Những năm gần đây, do vấn đề về tuổi tác nên Hồng Kim Bảo ít khi xuất hiện trên màn ảnh, ông lùi về hậu trường làm công việc chỉ đạo võ thuật. Bộ phim cuối cùng ông đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật là Sát Phá Lang, Tham Lang 2017.